Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn vừa tổ chức thành công hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ tư năm 2023. Đây là hội diễn nhằm tuyển chọn các tiết mục đặc sắc và hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương để tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp thành phố trong thời gian tới. Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo xã, 25 trên 25 xóm của xã Bình Sơn đã nghiêm túc tập luyện với 76 tiết mục. Các đội đã hết mình đua tài, đua sức, thể hiện tinh thần say mê luyện tập, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức nhiệt tình tham gia. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tiết mục tham gia đã bám sát chủ đề, nội dung. Nhiều đội với cách dàn dựng công phu, sáng tạo đã làm cho hội diễn thêm phần sinh động, tươi trẻ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. Qua hội diễn nhằm phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, góp phần gìn giữ, xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Kết thúc hội diễn nghệ thuật quần chúng xã Bình Sơn lần thứ tư, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội tham gia dự thi.